Dạ em làm hồ sơ đi để mặc em đưa một cô gái cho mặc. Đi làm con chạy cái đau cái một tí nhưng mà ý là chắc hơn cái kệ đi bắt mình kéo mà À, không nó chỉ gấp nó lên thì cái cũng cũng mà đéo béo béo đẹp nó làm béo chỉ tỏ béo bị đẹp nên mình đi mình có đi chú phải mình đi đó nè đó nè đó nè như cái cổ cũng có cái lại tờ nó mới tiện được hôm nay là sẽ đánh đi đi nó đẹp đẹp đó số năm cái tóc à hôm nay đấy chị mọi người chơi mọi người thắng đấy hay không tiện là lên trên nha cũng gai thì thế cái gai bình thường cũng chỉ hơi hơi có ba mươi bảy đến chục người thấy đi mấy muốn đi xem thôi thì nếu mà đi một cái là khó một nửa một bộ mình bị đau được mà mình bị mình bị quá mình nhiều được chưa mình bị chữ nữa chứ không số nhiều lắm một người chị một người hai cả đấy chứ người hai cả chứ ai nữa anh nhiêu đúng rồi chị Duy cầu này uống vào đây con này uống người bên đẹp dài lắm không chị dài dài sáu người dài sáu trong này là điện là chị tỉnh này mình ngón cái ế nữa cái ngón mà ế mà bị nó mất rồi tôi mà còn năm không bằng với đi khỏi mà còn năm không bằng mà còn năm thì nghĩ ra là mà đậu đá đi làm là được ế thì mình phải gì cập nhật này bá là bá đừng cố đi mà cố được tính không thế thì bảo đánh mình mình chẳng làm được mình bị bị em một bài bạn bán cái đó ngồi quần lạp bà hay nói bán năm hộ quần lạp hết quần lạp phải bảo cái màu thôi 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 mẹ gọi cũng bảo cái kiểu công việc con này nữa phải bị tra miêu bác còn cái lỗ bỏ ấy ai cũng cho việc nghe nha nhân khổ biết như phần ai thế như có đon thì một cái đon như là chưa lại là mình chịu một cái đon là đon là gì nhiều hai đon là gì hai đon là gì hai bảo thôi nhiều biết cái quá tiếp